Hello mọi người, cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà mình được nhận nút vàng YouTube. Bạn đã làm được. Nó nặng thật sự ấy, nó nặng hơn nút bạc. To hơn cả nút bạc luôn. Trời ơi, xúc động thật sự luôn ý. Nhân dịp YouTube kênh của Kem nhận được nút vàng thì đây chính là những món quà màu vàng mà mình đã chuẩn bị để gửi tặng đến mọi người. Mình sẽ lấy hết kẹo rẻ ở chỗ này. Kẹo rẻ con sâu thì ngon cực. 2 7 Đây là một trong những món mà mình sẽ để vào trong hộp quà tặng mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Có đồ ăn và đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn màu vàng. Ở đây có pepero nữa, một món ăn vặt mà mình rất thích ở bên Hàn. Món quà thay cho lời cảm ơn mà kênh của Kem gửi đến mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Dù không thể chuẩn bị được cả 1 triệu món quà gửi đến mọi người, nhưng mình hy vọng là một chút món quà nho nhỏ như thế này cũng sẽ thay thế được lời cảm ơn cũng như là sự trân trọng của mình dành cho tất cả các bạn. Ngay bên dưới clip này mọi người hãy để lại cho mình một comment, có thể là về mình, về chúng ta hoặc về kênh của Kem. Và sau một ngày thì mình sẽ tổng hợp hết lại và bốc thăm ra 20 bạn. Mình sẽ ghim tên 20 bạn ở phần bình luận nha. Và sau đó mọi người gửi địa chỉ cho mình qua IG là được. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mỗi món quà sẽ có một hộp pepero và những món ăn vặt khác nhau. Mình hy vọng là mọi người nhận được và dù là món ăn nào thì mọi người cũng sẽ đều thích. Tại vì đây đều là những món ăn mà mình rất là thích ở hàng Tiện Lợi mọi người ạ. Và bên cạnh đó sẽ là những món quà đặc biệt. Ngoài đồ ăn ra thì đây chính là món quà mà mình và Foreign Code muốn gửi tặng đến mọi người nhân dịp đặc biệt này. Trong mỗi hộp quà mình sẽ để một thỏi son của nhà Foreign Code như thế này nha mọi người. Mình sẽ để vào đây một thỏi son này. Son thì thường là các bạn nữ dùng là chính đúng không? Nếu có bạn nào nhận được món quà này mà là nam ấy thì mọi người có thể gửi tặng những thỏi son này đến những người phụ nữ mà mình yêu thương cũng được nhé. Mình sẽ đóng gói từng hộp sau khi tìm ra 20 bạn và gửi về Việt Nam cho mọi người. Nhưng mình vừa mới suy nghĩ ra là tại vì son thì sẽ là mỗi bạn thích một màu khác nhau. Đây có đủ 7 màu son mà mình đang dùng nên là mình sẽ test từng màu một để cho mọi người chọn ra cái màu mà mọi người thích. Mình sẽ nhắn tin và mọi người chỉ cần nói là số màu son mà mọi người chọn cho mình là được nha. Mình sẽ để chung vào hộp quà. Bây giờ thì mình sẽ test từng màu một nhá. Bạn nào mà theo dõi mình dạo gần đây sẽ biết là mình rất là mê son của nhà Foreign Code. Và cũng nhờ cái sự mê son đó nên mình mới có cơ hội được hợp tác với nhãn hàng mọi người. Đây là màu số 1, màu mà mình thích nhất luôn. Màu này thì mình hay nói với mọi người là màu tự nhiên ấy, dành cho những bạn mà hay để mặt mộc. Màu này đánh lên siêu tự nhiên luôn. Nên bạn nào mà vẫn còn đi học ấy, mình nghĩ là sẽ hợp với các em này, màu số 1. Màu số 2 thì sẽ đậm hơn màu số 1 một xíu. Tùy sắc tố môi mà đánh lên nó có sẽ hơi hồng hồng nữa cơ. Đây là màu số 3 này. Màu số 3 thì sẽ hơi nút hồng. Cái này cũng sẽ hợp với cả những bạn mà thích tông tự nhiên nhưng mà là thiên về hồng. Màu 4 với cả màu 5 thì sẽ là tông cam cho những bạn mà thích tông màu cam này. Cái này là màu 4 nhá. Và cái này là màu 5. Màu 4 thì nhạt hơn chút. Màu số 6 và màu số 7 là hai màu mà bán chạy nhất ở bên Hàn nhưng mà nó sẽ hơi thiên về tông lạnh.
thì mọi người, bạn nào mà có làn da trắng hoặc là hay make up ấy thì mọi người đánh cái này lên siêu xinh luôn. Màu 6 thì tươi hơn mà màu 7 nút hơn một chút. Đó. 1 2 3 4 5 6 và 7. Hai bên bạn nhận quà mọi người chỉ cần chọn ra cái màu mọi người thích là mình sẽ để kèm vào để cho mọi người dùng cho nó dễ ha. Chất son rất là mềm mướt, lì, và đặc biệt cái hãng son này là siêu nổi tiếng ở bên Hàn. Được gần 40 năm tuổi đời rồi đó mọi người ạ. Một cái điểm mà mình rất thích của son này đó là bóng nha, nhưng mà vẫn lì cơ. Bây giờ mình sẽ lau đi thử. Mọi người có để ý là màu 1 nó sẽ bóng lâu hơn không? Chất son của nó sẽ kiểu căng mọng lâu hơn ấy. Nên là với kinh nghiệm sử dụng son của mình thì màu này nó sẽ ít bám hơn. Nhưng mà riêng những cái màu này này bám siêu lâu và mọi người uống cũng không có bị lem ra thành cốc hay là ống hút đâu. Sau khi mình lau đi bằng khăn ướt nha, nó vẫn bám lại một cái lớp bay. Và để như thế này thì màu vẫn rất là tự nhiên mà đúng không? Có màu 1 thì nó sẽ bay màu nhanh hơn một xíu. Nhưng mà đối với những bạn mà thích son kiểu căng mọng ấy thì mọi người có thể dùng em số 1. Bạn nào mà có thích K-pop ấy thì mọi người sẽ biết chương trình mà mình để ở đây, để tên ở đây nha. Và hãng Foreign Code là một trong những nhà tài trợ chính của chương trình mùa 4. Còn đây là cái son mà Foreign Code tặng mình. Nhưng mà cái son này thì không được bán ở trên thị trường nên là mọi người tìm mua chắc là sẽ không có. Mình sẽ tặng thêm cho mỗi bạn một thỏi. Tại vì nó không phải là son được bán nên là mình cũng không biết test cho mọi người như thế nào ấy. Với cả nó cũng không có bảng màu nữa. Riêng son này thì mình sẽ tặng ngẫu nhiên bất kỳ một cái màu nào đấy. Và một điều đặc biệt nữa là trong thời gian khoảng tháng 5 này, mọi người chỉ cần mua theo cái link mà mình để dưới phần mô tả nha, mọi người sẽ được giảm tới 40% lận. Cái này là thạch xoài, hy vọng là với thời tiết mùa hè ở Việt Nam thì em nó vẫn ngon khi tới tay mọi người. Mình sẽ để sẵn vào đây là một em má hồng Foreign Code này, một em son này. Còn son kia thì sau khi mọi người chọn màu mình sẽ để vào nhá. Cái chỗ này hơi trống ha. Và đây là món quà của mình. Hy vọng là mọi người sẽ thích.